không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Cũng không, đất cũng không, đời người trong đó thật nhỏ bé. Mặt trời cũng không, trăng cũng không, đông lên tay lặng chuyển gì ai. Vàng cũng không, bạc cũng không, chết đi bao giờ nắm trong tay. Thân thế bệnh nhân lai lịch không rõ, sau khi chẩn đoán sơ bộ nghi ngờ bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng và bệnh vọng tưởng. 3 phút là được rồi. Sĩ điều trị mới của anh. Anh tên là gì? Có biết mình ở đâu không? Anh từng làm nghề gì? Có biết tại sao anh ở đây không? Nếu phương pháp điện trị cũng không giúp ích được cho bệnh tình của anh, chúng tôi sẽ dùng cách điều trị mạnh hơn. Phẫu thuật cắt bỏ thùy não. Tôi sẽ chọn vị trí trên trán này của anh, đâm vào. Sau đó tìm vị trí hướng lên 15 độ. Bên trái sâu 3 phân, bên phải sâu 3 phân. Cắt bỏ một số thần kinh của đại não. Thực ra, trên trời có bao nhiêu mặt trời vậy? Tin chắc trẻ con cũng biết là một. Cái cô nhìn thấy chỉ là một. Nhưng mà vũ trụ bao la, lý nào chỉ có một thôi chứ? Chỉ tính trong dải ngân hà thôi đã có hơn 2000 mặt trời. Tam thiên đại thiên thế giới
Có bao nhiêu cô, bao nhiêu người là tôi ở một thế giới khác. Hồng Kông năm 2021, có một người giống như cô luôn sống một cuộc sống bình thường, cho tới khi tới tòa nhà Kim Tiêu gặp phải một người không nên gặp giống như tôi. Lần này anh qua Đài Loan mua hạt cà phê, đừng nung nóng ký hợp đồng. Nhớ tới nơi canh tác của họ coi có đúng là hữu cơ không có thuốc trừ sâu không. Lần trước có người khách khiếu nại chúng ta, viết một bài phê bình ở trên mạng. Anh có biết không, 10 bài khen ngợi cũng không thể lấn át được một bài phê bình. Nè Morris à, kẹt chậm một chút đi, tuần trước mới ăn một vé phạt rồi. Cao tốc số 5 gần thôn Mỹ Khôi mới xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện giờ chỉ cho chạy một làn, hàng xe kẹt dài đến cầu vượt khu Gia Thị. Từ đầu em đã kêu anh đi tàu điện rồi. Đi tàu điện phải lên tàu điện ngầm, đổi tới đổi lui phiền vô cùng. Người thì đông, chen cũng ngợp chết rồi. Nhưng cũng có thể ra ngoài sớm hơn mà. Còn không thì trước khi đi coi tin tức giao thông, vậy thì có thể tránh được nạn kẹt xe. Bây giờ mới nói thì có ích gì chứ. Em nghĩ chắc anh không kịp chuyến bay đó đâu. Hay là gọi sẵn điện thoại qua Đài Loan trước đi. Nè, bố đi sẵn đi đâu vậy? Sao anh vẫn còn đầu óc thảnh thơi vậy chứ? Máy bay không đợi người đâu. Em cũng không đợi người đâu. Em suốt ngày cứ lầm bầm như vậy, không tốt cho làn da chút nào. Em đắp 10 miếng mặt nạ cũng không xóa được vết chân chim của em đâu. Tức là bây giờ anh cho em làm mặt lạnh với anh là cho em già sao? Không lý nào. Trong lòng của anh em mãi mãi vẫn là tuổi 18 thôi. Của IQ. Anh nói lại lần nữa đi. Xin lỗi. Không phải IQ. Là thân hình mới đúng. Nhột quá à. Nè, lúc nãy anh có nghe bản nhạc trên radio không? Nhạc gì? Bản nhạc giống như hộp âm nhạc đó. Đây là cảm ứng tình yêu kỳ lạ khó hiểu gì đó của em sao? Cái gì chứ? Rõ ràng mỗi lần khi có anh ở bên cạnh em, em mới có cảm ứng đó. Thôi thì em thử cảm ứng kỳ sổ số tiếp theo, sổ số mấy còn hay hơn nữa. Nằm mơ quá đi. Em nghĩ hôm nay anh không thể lên máy bay rồi. Hay là về qua ngày mai đi được không? Nè, hay là lần này em đi chung với anh. Con nhỏ háo ăn nè, em muốn qua Đài Loan ăn uống thôi, em tưởng anh không biết hả? Em lo lắng anh đi bằng công việc một mình thôi, con người của anh lơ là qua loa như vậy. Chẳng phải em hẹn với đám hàng xóm ở Kim Tiêu, ngày mai phải đi xử lý công việc rồi sao? Thôi, hễ anh nhắc tới Kim Tiêu thì em nhức đầu ngay. Cho em đi chung với anh đi. Nếu như anh đi chung với em, anh sẽ không có tâm trí để pha cà phê đâu. Sau đó chỉ biết ở trong khách sạn tình yêu cùng em vui vẻ thôi. Không có đâu, đừng mà. Nhiều người nhìn lắm kìa. Sợ gì chứ? Anh nè, về nhà trước đi. Mau đi. Không được đâu. Nè. Hôm đó độ khoảng 12 giờ, tôi vô toilet ở tầng 2 của thương xá Kim Tiêu. Thấy vòi nước đang mở, còn chảy đầy dưới sàn, nên tôi định kiếm người đi kiểm tra. Ai ngờ, tôi vừa bước ra ngoài hành lang, bóng đèn đột nhiên tắt hết. Xung quanh đều tối thui. Sau đó, tôi nhìn thấy có một cặp mắt sáng ngời, nhìn tôi chằm chằm. Là nam hay nữ? Ôi trời ơi, tháng trước bác Phúc mới mất thôi, không lẽ hồn của bác về thăm nhà? Trời ơi, hồn chết người ta hả? Ghê hơn chuyện hoàng hồn nữa. Tôi lấy hết can đảm, mở đèn pin của điện thoại, định nhìn kỹ hơn nữa. Ai ngờ nhìn kỹ, thì ra là một con chuột lớn ý như con mèo vậy. Ê,
tòa nhà Kim Tiêu á, mấy chục năm rồi. Chuyện đáng sợ hơn cũng có nữa là cô vừa mới tiếp quản tòa nhà của ba cô, sau này thường xuyên tới, cô sẽ sợ dài dài luôn. Gì chứ, dạo này hả, người ta nói thang máy thường xuyên có ma nữ áo đỏ, còn nữa ở dưới hầm đó còn có con yêu quái chuyên bắt trẻ con nữa. Mọi người đừng hiểu sai vấn đề nữa. Hôm nay chúng ta họp không phải kể chuyện ma. Tôi nói câu chuyện này là muốn nói cho mọi người biết tòa nhà Kim Tiêu thật sự cũ quá, nhiều vấn đề quá. Cho dù là vệ sinh, dọn dẹp hay đường nước, đường điện đều phải đại tu. Chuyện này liên quan đến an toàn của toàn bộ khách thuê và khách kinh doanh, cho nên tôi muốn quyên góp một số tiền, muốn tăng thêm một chút phí quản lý. Ê, chị Phân. À, xin chào. Chị Phân. Chị Phân. Hello, chào mọi người. Làm ơn, nửa tá bánh trứng, một nửa da giòn, một nửa da mỏng. Không vấn đề. Mời mọi người ăn đó. Cảm ơn nhiều. Đúng là tốt bụng thiệt đó. Mọi người đừng nói vậy mà. Bình thường tất cả mọi người đều chiếu cố má con chúng tôi. Chúng tôi muốn trả ơn mọi người. Nhưng mà tiếc là chúng tôi không có nhiều tiền, chỉ có thể mời mọi người ăn một chút xíu vậy thôi. Cần gì khách sáo chứ, có lòng là được rồi. Miểu Miểu đúng là dễ thương như thiên thần, rất được nhiều người thương. Nhắc tới thiên thần, gần đây Miểu Miểu của tôi đã trở thành đại sứ thân thiện của quỹ từ thiện thiên thần, còn quay luôn một đoạn phim ngắn quảng cáo. Mọi người lên mạng cho nó thêm nhiều cái like, sau đó góp giúp tiền nha. Không thành vấn đề. Đúng là từ thiện lắm mà. Ông chủ, anh nhất định phải góp thiệt nhiều nha. Ủng hộ hết mình. Anh La, sao cô không ăn đi? Tôi giảm cân. Trời ơi, cô đâu có mập đâu. Phụ nữ mà ốm quá thì không có đẹp đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn đã quan tâm. Nếu như có gì cần cứ việc lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cô. Ella muốn làm công trình tu bổ, cho nên muốn thông báo cho mọi người biết. Thiệt tình tôi không muốn nhận dạ cũng không được, không còn sức lực gì nữa. Hay là cô đi với cổ đi. Ella, thực thân cho cô quá. Nhưng bây giờ tôi phải đưa Miểu Miểu đi tái khám. Cô biết đó, bệnh viện công lập bây giờ ít nhất cũng phải xếp hàng suốt 2-3 tiếng. Với lại sau đó còn phải đi chợ về nhà nấu cơm rồi lo cho nó. Nhưng mà không sao, sau khi tôi làm xong mọi chuyện tôi sẽ tới phụ cô, được không? Được rồi, thật ra tôi tự lo liệu được rồi. Xin chào, tôi tên Ella. Tôi là chủ tịch đại diện hợp pháp của chủ nhà. Ý, chị hai. Tôi kêu chị đó chị hai. Nè, cho chúng tôi 3 cái mì ly, 1 cái hương sữa, 1 cái hải sản, với lại 1 cái vị thịt bò, với lại cho 3 chai coca. Cảm ơn chị. Nè, nếu cặp mắt của cậu có vấn đề, cậu đổi mắt kính khác đi. Tôi giống chị phục vụ chỗ nào? Xin lỗi nha, tôi thấy ở đây người đẹp nhất là chị đó. Tôi cứ tưởng đâu chị là phục vụ làm việc ở đây. Tôi tới đây tìm ông chủ của tiệm này. Tôi là chủ tịch đại diện của tòa nhà. Chúng tôi còn phải tổ chức chơi game. Lát nữa chúng tôi còn phải đi phát like. Chúng tôi có nhiều công việc cần phải làm lắm đó. Vì đừng có làm phiền nữa. Chị à, chủ tiệm ở đằng kia kìa. Đi đi, phiền phức quá trời luôn. Cái đám này chuyện gì không làm chạy đi chơi game nhiệt tình như vậy? Tưởng đâu bản thân mình là tuyển thủ quốc gia sao? Ủa, hai người tới rồi hả? Đi chung hả? À, hai người đi chung ưu đãi 20% nha. Đi trong trước đi, đi trong trước đi. Trời, lộ liễu như vậy cũng được sao? Chị là ai? Làm gì ở đây? Nè, trẻ con không thể tới những chỗ này. Em sống ở đây, đó là má em. Chị làm gì ở đây? Sao lúc nãy chị nhìn chằm chằm má em vậy? Chị không phải là người xấu, chị là đại diện chủ nhà của tòa nhà Kim Tiêu. Chủ nhà? Chẳng phải tiền thuê nhà tháng này đóng rồi sao? Không phải chị tới thu tiền. Ở đây chị có một tờ giấy hỏi thăm khách thuê ở đây sống thế nào, có cảm thấy vui không? Má em đang tiếp khách, chị đưa cho em là được. Anh qua Đài Loan mọi chuyện suôn sẻ chứ? Có ăn mì thịt bò không?
mày, mày đừng qua đây nha. Sinh vật đáng sợ nhất của Kim Tiên đã xuất hiện rồi, còn ghê hơn con chuột. Nếu bây giờ có anh bên cạnh em thì hay quá. Không lẽ xui xẻo vậy sao? Có phải có ai không? Hello. Mình đâu có bấm thang. Cô tìm ai? Tôi tìm chủ của căn hộ này. Vô đi. Tối qua nằm mơ, mơ thấy bà nội của tôi. Bà báo mộng cho tôi, nói bà ở đây không được thoải mái, nói là ăn không có no mà không có ấm. Chúng tôi đưa đủ tiền cho ông mà, ông có chăm sóc đàng hoàng giùm chúng tôi hay không vậy? Không thể nào. Nè, công việc của chúng tôi là giúp người quá cố yên nghỉ, người sống yên tâm, hết sức tận tâm mà. Lý nào lại bạc đãi bà nội của bà? Tôi mơ thấy bà nội thật mà. Bà nội khóc sướt mướt, thê thảm vô cùng, làm tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh suốt đêm. Thật sao? Nè, không sao, để tôi coi giùm bà ha. Ồ, hèn chi. Chuyện gì vậy? Thì ra kế bên nội của hai người có một người hàng xóm mới, vừa mới ăn vị thôi. Nghe nói là lúc trước là người trong giang hồ, đi làm ăn, tính khí cũng nóng lắm, cho nên có thể họ chung sống không có tốt lắm. Nội của bà mới nói cho bà biết là không có thoải mái thôi. Âm trạch liên quan phần phước của con cháu đó, không phải đùa giỡn đâu. Nè, may mắn thì gia nghiệp sẽ được hưng dưỡng, nếu xấu á, nhà tan cửa nát đó. Cho nên những chuyện này nhất định phải xử lý đàng hoàng. Nè, hay là vậy đi, tôi dời nội của hai người qua một vị trí khác có được không? À, bên này. Phải đó, đi coi thử đi. Nè, hay là chỗ này đi, vị trí trên cao, chu vi rộng, tầm nhìn đẹp, không khí cũng trong lành hơn nữa. Bà nội nhất định sẽ thích lắm à. Người chết cũng có thể ở biệt thự sao? Tôi tính giùm hai người rồi, tổng cộng là 88.888, còn tặng thêm thiết bị nhà mới nữa. Mắc vậy? Sang hơn nhà của chúng tôi nữa. Chúng tôi ở nhà tập thể thôi. Tôi đã tính rẻ lắm rồi. Nè, hai người suy nghĩ đi. Chỗ trí cốt tiên dơ bên ngoài, hở một chút thì trên dưới mấy trăm ngàn. Nè, còn công lập thì xếp hàng dài dài. Công chừng nội của hai người ở thoải mái, về báo mộng, nói về con số cho hai người biết, trúng luôn sổ số kim đa bảo. Nè, tiền thưởng 100 triệu đó. Tới lúc đó hai người thật sự ở biệt thự thật rồi. Yên tâm đi, lòng hiếu thảo của hai người nhất định được đền đáp. À, hai vị qua đây làm thủ tục luôn đi. Nè, qua đây tiếp khách chu đáo nha hả? À, uống trà. Cô à, có phải cô muốn tìm chỗ trí cốt cho người mất không? Không phải, tôi tên là Ella, là chủ tịch đại diện hợp pháp của tòa nhà này. Có người khiếu nại chỗ của ông thường xuyên tụng kinh ồn ào quá, với lại suốt ngày chiếu vàng mã nhan đèn nhiều như vậy nguy hiểm lắm, rất dễ dẫn tới hỏa hoạn. Xin lỗi. Thật ra gia đình tôi mấy đời đều làm mai táng đó. Nhiều khi cô cũng biết Hồng Kông mà, tất đất tất vàng, rất nhiều con cháu hiếu thảo muốn mua chỗ trí cốt cho người đã mất cũng khó hơn lên trời. Thật ra chúng tôi cũng không đành lòng chứng kiến người mất lang thang ngoài đường, sau khi mất cũng không có chỗ yên lành, cho nên chẳng qua là xuất phát thì lòng tốt, coi như cho họ có mái che đầu, tạm thời ổn định cho họ thôi. Tạm thời ổn định? Ừ. Cũng tính người ta hơn 80.000 sao? Chuyện đó coi như cho họ làm tròn lòng hiếu thảo thôi mà. Cái này gọi là việc thiện, tích đức cho người mất, con cháu tích phúc đó. Cũng có lòng lắm. Có điều tôi nghĩ có lẽ chỗ này không có đăng ký gì hết. Thử hỏi nếu sở môi trường tới đây điều tra thì họ có tin ông làm việc thiện hay không? Vậy
ở giấy phép từ đây chúng tôi đang xin, ở trên đây không thể gọi là phạm pháp. Nè huống hồ, không lẽ kêu tôi mang tất cả trâu cốt của người đã mất đổ hết vô cống hay sao? Nè thật ra tôi sao cũng được hết á. Có điều là quan có đầu, nợ có chủ đó. Tôi sợ họ quay lại tìm cô hỏi tội thôi. Đến lúc đó cô đừng có trách tôi nha. Tôi cho ông thời gian một tháng, ông biết đó. Tới lúc đó đừng trách tôi không khách sáo. Cũng được. Cảm ơn nhiều ha. Cảm ơn. Chú Siêu, chú Siêu. Hả? Tới chụp hình hả? Là con đây. Ủa, Ella, chẳng phải con đang họp hay sao? Con biết bây giờ người ta thích dùng điện thoại chụp hình chỉnh sửa, hiếm khi tới ủng hộ, làm ăn sa sút vô cùng. Nhưng thiết bị chụp hình của tiệm này toàn là đồ cổ, tất cả đều là bảo bối của ba con. Con không muốn có trộm vào nhà. Cho dù tiệm này không kiếm được tiền, cũng đừng làm chúng ta bị mất mát được không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Người ta thường nói, một tiệm nuôi ba đời. Tại sao cái ba để lại cho con, trái lại là gánh nặng chứ? Dựa vào một tiệm hoàn toàn không kiếm được tiền này, lại còn làm đại diện chủ nhà không công gì đó. Quản lý tòa nhà rối tung rối mù này. Còn cực hơn lúc trước con làm tình nguyện nữa. Cũng không thể nói hoàn toàn là gánh nặng. Ít ra con có thể coi tiệm này là kho hàng, giúp con bán hàng trên mạng. Chú cũng có thể thay con quản lý công việc mà. Được rồi, chú không cần định con nữa. Chú đã làm ở đây mấy chục năm, lại do ba con mời về, con không bỏ mặc chú đâu. Chú cứ yên tâm ngồi đây ngủ gật nhai hột đậu phộng đi. À phải rồi, lúc nãy khi con xuống đây thang máy bị sự cố, dừng lại ở giữa tầng 7 và tầng 8 một lát. Chú kêu người đi kiểm tra giùm con đi. Để chú tới ban quản lý coi thử nghe. Còn nữa à? Ở đây thường có con mèo đen đi lung tung ở đây, có phải có ai nuôi không? Con nói Bảo Đẹp hả? Ừ. Nó là con mèo hoang thôi. Sống ở tòa nhà này á nhiều năm lắm rồi đó. Suốt ngày xuất quỷ nhập thần. Vậy có cần nhờ người của sở bảo hộ tới bắt mèo không? Nó đâu có làm gì mít lòng con đâu. Con kêu sở bảo hộ, tức là bắt nó đi quỷ diệt nhân đạo. Chứ con biết trước giờ con rất sợ mèo mà. Tóm lại đừng để con nhìn thấy nó là được rồi. Con không nói nữa à. Con phải lấy hàng giao cho khách. Lần sau chúng ta nói tiếp nha. Bye bye. Ê da, quên mang theo dù. Rõ ràng trời đang mưa mà. Morris, không phải anh đã đi đây à, xin lỗi. Cô không có gì chứ? Không sao. Nè, tôi muốn hỏi thăm, có phải lúc nãy bên ngoài trời đang mưa không? Trời mưa, nắng gắt vô cùng, xém chút còn bị say nắng nữa. Cô y tá, tôi muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân sao rồi? Có phải không thể cứu chữa được không? Lúc nãy tim của bác ngừng đập, bây giờ bác sĩ đang cấp cứu. Hai người là người thân của ổng sao? Ca này xác định thất bại rồi, vô gặp ổng lần cuối đi. Ồ, cảm ơn. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Yên tâm lên đường đi. 50 năm trước, chúng ta kết nghĩa Kim Lan, gọi nhau là anh chị em.
con cùng nhau hùng tiền mua căn hộ Kim Tiêu này. Lúc đó căn nhà chỉ đáng 30-40 ngàn, không ngờ bây giờ tăng lên cả chục triệu. Nhiều khi có những chuyện giống như vừa mới xảy ra hôm qua. Mới chớp mắt chiều nhật, Lan Muội hai người đều lần lượt ra đi, xuống với Cửu Tuyền. Hai người không cần sợ cô đơn nữa, bởi vì Bạch Quy sẽ mau chóng tới hội ngộ với hai người. Từ nay hãy tới lễ tới Tết, tôi đều thắp nhang tụng kinh cho mọi người. Nhưng mà không cần đợi tôi ha. Mọi người ở dưới đó sống vui vẻ thì được rồi. Coi bộ từ nay căn nhà của mọi người sẽ do tôi toàn quyền tiếp quản. Con tôi và cháu tôi đều giúp tôi kế thừa. Mọi người yên tâm lên đường đi. Bên nhà nó có nhịp tim lại rồi. Trời ứng. Thiệt là chết cũng không tắt thở nữa. Bởi mới nói chỉ thiếu con chút xíu nữa thôi. Ba, ba không sao đó chứ ba? Ba không sao đó chứ? Ba không thể chết được đâu. Cố lên đi mà. Cảm ơn bác sĩ, tạ ơn trời đất. Con nhớ theo dõi bệnh nhân cho kỹ nha. Được rồi, bệnh nhân tiếp theo đi. Nè, hai người là ai vậy? Tới coi ba con chết chưa. Ui, là vậy, chào anh. Thì ra chúng tôi là đại diện tiếp thị của công ty mai táng. Nhiều khi chúng tôi cũng tới bệnh viện coi thử, không có cấm kỵ mà. Anh cũng biết cuộc đời chắc chắn sẽ có lúc lá rụng về cội, cho nên nếu anh có nhu cầu, đây là danh thiếp của tôi, cứ gọi cho chúng tôi là được rồi. Lại là mai táng. Con quan tài, cháu quan tài. Là ông quan tài kêu hai người tới hả? Nè, mọi người im lặng một chút được không? Đây là bệnh viện đó. Thật ra ba của tôi và ba của anh thân với anh em vậy. Ba tôi lo lắng tính mạng của ba anh. Nhưng tuổi của ba tôi đã già rồi, lại sợ tức cảnh sinh tình, không chịu được sinh ly tử biệt. Cho nên khi chúng tôi tới coi thử, tỏ chút tấm lòng vậy thôi. Nhưng anh thấy ba của tôi còn sống, có gì thất vọng lắm hả? Đâu có, làm gì có. Tôi mừng cho anh, đột nhiên không biết phản ứng thế nào thôi. Sức khỏe của ba anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn, cũng khỏe. Ổ dưới ông cũng quật chết vài con, bây giờ còn thường xuyên chơi bài sáng đêm nữa. Phải rồi, vài tháng nữa là đại thọ thất tuần của ba tôi, cho nên tổ chức tiệc thọ cho ba. Tới lúc đó anh và ba của anh nhớ tới sớm nha, nếu ba anh vẫn còn sống ha. Thành thật mà nói, bác sĩ nói tế bào ung thư của ba tôi đã lan khắp toàn thân rồi, không thể cứu chữa, bây giờ chỉ chờ thời gian mà thôi. Thật ra tôi cũng có nghe nói tình hình của ba anh, hình như dạo trước bác sĩ nói cùng lắm chỉ có một tháng thôi, chứ không hiểu tại sao kéo tới kéo luôn, kéo đúng nửa năm. Cho nên mới nói trời không triệt đường con người, thế gian đúng là có phép màu đó, đừng có nên bỏ cuộc nha. Nè, cần gì phải giả bộ chứ, ở đây chỉ có tôi với anh mà thôi. Ba ông cháu các người đều muốn ba tôi chết ngay lập tức kia mà. Anh Kỳ Lân, sao anh lại nói như vậy chứ? Nhưng cho phép tôi nói một câu nha, có thể anh cảm thấy chói tai lắm. Ba của anh nằm trên giường bệnh, cắm đầy dây nhợ, theo sự là chịu cực hình đó. Sao không dứt khoát một chút cho ổng giải thoát đi? Nè, xét về luật pháp, người nhà có thể kêu bác sĩ từ bỏ cấp cứu, thủ tục đơn giản lắm, ký giấy là được rồi. Có phải mặt anh vậy tới nổi vậy hay không? Tôi thật sự bái phục anh đó. Nè, tôi nói thẳng hơn nha, hai lão già đó chỉ chờ chết mà thôi. Ngày nào mà họ còn sống, ngày đó vẫn còn đang lãng phí tài nguyên, cản trở trái đất quay. Tương lai thuộc về lớp trẻ như anh và tôi mà, chúng ta phải chủ động giành giật lấy. Ý anh muốn nói tôi giả làm cuộc giao dịch âm thầm chia căn nhà đó? Tôi đã hỏi luật sư rồi, chúng ta có thể làm một văn kiện khác thay thế hợp đồng mà năm xưa đám lão già đó đã ký, đổi qua chia đều cho các con cháu. Anh và tôi mỗi người một nửa chủ quyền, anh 6 phần, tôi 4 phần, hài lòng chưa? Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ chịu tiền luật sư cũng được, mời luôn anh ăn tối, đóng bóp xong hơi ăn khuya cũng được nữa. Anh có phải con người hay không vậy? Bà anh chưa tắt thở mà đã muốn chia gia tài của ông rồi. Đó là công bằng lộ cầm thú mà. Con ngoan không đình đất của cha, tôi không thèm căn nhà một nhát đó đâu. Hằng ngày tôi cầu trời lại Phật,
hy vọng ba tôi sống lâu trăm tuổi. Suy nghĩ kỹ lại đi. Không cần nói nữa, anh đừng có những suy nghĩ xấu xa đó. Đứa còn bất hiếu này, có chuyện bây giờ đánh chết đó. Con à, đi. Để chút, chơi xong giấy đi. Điện đi. Ông nội à, ông còn tâm trí nhớ tới chuyện xưa hả? Năm xưa bốn người đã lập giấy trường thọ, người nào chết á thì tự động chủ quyền sẽ chuyển qua cho người còn sống. Nói một cách khác, tức là thi sống thọ, người nào sống tới phút cuối á thì cười tới phút cuối. Bây giờ bốn người có hai người chết rồi, chỉ còn lại lão già họ Bạch đáng ghét nó cản đường cản lối thôi. Ê, mạng của anh đấu không lại nội đâu. Đương nhiên rồi, ba thì mạnh khỏe hơn người, không cần nói xa đâu. Vậy nói về tướng mạo của ba, cũng có phúc hơn lão già họ Bạch đó rồi đó. Thời buổi bây giờ có nhà thì có tương lai, còn không có nhà con làm sao đi tán gái được đây. Gã độc thân này không biết phải chịu tới bao giờ nữa. Thanh niên trai tráng lúc nào cũng không giữ được bình tĩnh. Nhưng có điều là chúng ta chưa chắc có nhiều thời gian đâu. Từ từ để lão già đó tắt thở. Bà còn nhớ cô gái tên là Ella đó không? Cô nói nếu chúng ta không dọn đi trước kỳ hạn thì cô tố cáo chúng ta. Vậy chúng ta không chỉ là mất đường tài lộc của mình, thậm chí còn bị dính kiện tụng, luôn cả căn nhà cũng không còn nữa. Gì chứ? Con nhỏ đó làm lớn vậy sao? Chúng ta chịu đựng bao nhiêu năm, không lẽ khoanh tay đứng nhìn uổng công vô ích? Hai con không cần sợ. Con quên chúng ta làm nghề gì sao? Chúng ta làm giàu nhờ người chết mà. Nè, đối phó người chết là sở trường của chúng ta. Nó chưa chết thì làm cho nó chết. Ông nội, chúng ta làm vậy thì có thể nguyền rủa cổ sao? Những chuyện bàn môn tả đạo nguyền rủa người khác sẽ tổn phúc đó. Chúng ta không bao giờ làm. Bây giờ nội muốn phát nguyện cho Bạch Quy tích công đức. Tiểu thần Trần Sinh Lực dẫn dắt đạo chúng vừa mừng vừa lo, cúi đầu dâng rượu thành tâm khấn bái, giúp Bạch Quy làm pháp sự phát nguyện, cầu mong người dân châu Phi có thể được ăn no, được mặc ấm, ai nấy được học hành. Bạch Quy chấp nhận tổng thọ 30 năm vì chuyện này. Wow, có cách chơi này nữa hả? Đúng là chỉ có một câu thôi, tâm thành tác linh. Có nghe rõ không? Bộ Bạch Quy còn thọ 30 năm để giảm nữa hay sao? Số còn lại ai sẽ là người gánh đi? Ba có biết? Nè, ba làm cái gì vậy? Nè, thằng quỷ, vô đây, ông nội bị nghẹn kìa. Thằng quỷ à, vô đây. Tới liền, sao vậy? Mau phụ đi. Làm sao phụ? Thật ra kiếp trước con làm sai chuyện gì? Có người cha vô dụng, xin đứa con ngu đần như vậy chứ. Nè ba, ba đâu phải không biết mình bị tiểu đường có đúng không? Lại còn ba cao nữa, bắt chước người ta lấy uống trà sữa chân châu. Ba bữa một ngày con quản thúc, suốt ngày ba ăn những thứ luộc xào, không được uống nước ngọt, cũng không được ăn điểm tâm, làm người còn ý nghĩa gì nữa. Nè, Bạch Quy chết, căn nhà về tay của mình, cô thực sự mặc kệ ba uống trà sữa chân châu uống đến chết luôn. Hey, cái thằng quỷ này đúng là bên người ngoài không bên người nhà. Nè lão già, ba đừng tùy tiện tức giận nữa, nếu không lỡ dở mệt máu sẽ lãng phí công sức của con đó. Ba không hơi đầu nói với con. Thank you.
chuyến bay Đài Loan bị delay, vừa mới về tới. Mới xuống máy bay có phải mệt lắm không? Ừ. Hay là mình cùng... Đừng giỡn nữa, anh thật sự mệt lắm. Em từ từ tắm đi, anh ra ngoài kiếm chút gian. Em lên mạng coi một số KOL, có một người tên là Tô Minh Bảo Bảo, độ nổi tiếng hình như cũng cao lắm. Hay là chúng ta nhờ cổ phát like bán cà phê của mình đi được không? Nè, bụng trống uống rượu hại sức khỏe lắm, hay là em nấu chút đồ cho ăn nha. À, hình như chúng ta có bánh xếp, có mì ly. Em nướng miếng bánh mì cho anh ăn nha. À. Đưa đi. Anh làm gì vậy? Em đang ở đây mà. Sao anh nói là mệt lắm mà. Nè nè, vô phòng trước đi. Nè. Anh thiệt là anh thích áo ngủ mới này của em lắm sao? Với lại những chiêu mới lúc nãy anh học được hồi nào vậy? Đúng là cũng phấn khích thiệt nha. À phải rồi, mấy ngày qua anh ở Đài Loan, trời có mưa không? Không có. Vậy anh có gặp chuyện lạ gì không? Cũng không có, sao vậy? Không có, hôm đó anh bước ra khỏi tòa nhà Kim Tiêu, rõ ràng nhìn thấy trời đang mưa. Nhưng giờ bước ra đường thì ánh nắng chói chang. Chuyện lạ của em, đồng cảm của anh, không thể dùng logic để giải thích được đâu. Đừng cố chấp quá. Nhưng không chỉ có như vậy, em còn nhìn thấy một chỗ rất lạ nữa. Nhìn vào chỗ đó giống tòa nhà Kim Tiêu lắm, nhưng thực tế thì khác vô cùng. Hình như cũ nát hơn một chút. Em còn nhìn thấy một người đàn ông rất giống anh. Anh nghĩ nếu trên đời này còn có anh thứ hai, em thứ hai, họ sẽ là những người gì? Sống cuộc sống thế nào? Chúng ta có quen biết không? Có yêu nhau giống như vậy không? Chắc chắn có. Em cũng cảm thấy vậy. Xin lỗi em. Sao tự nhiên lại xin lỗi chứ? Quyền đại lý cà phê bên Đài Loan đó anh bàn không thành. Bỏ đi thì tìm chỗ khác. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, shop mạng của chúng ta nhất định thành công. Thằng quỷ, coi ba là ai hả? Lấy quyền gì quản lý ba? Hai đứa con đừng hòng quản lý được ba. Chắc chắn là con mèo đó. Ngày mai mình nhất định bắt nó về nấu canh. Tụi con không cho bà uống, bà nhất định phải uống. Ê, cái con quỷ mèo này, để tao làm thịt mày trước. Coi mày chạy đâu. Cái con quỷ này. Ê, đứng lại. Con quỷ nhỏ. Ê, đứng lại. Cái con quỷ này. Ê, hay chưa?
Morris. Morris. Anh nhìn tấm hình của chúng ta đi. Thì hình chụp hai chúng ta thôi, có gì đâu. Không lý nào. Rõ ràng lúc nãy em thấy có một ông lão chết, còn chảy máu đầy sàn nhà mà. Em thấy ác mộng thôi à? Không phải, em không phải, em nhìn thấy thật mà. Hình như em đã gặp ông lão đó rồi. Nè, là ông lão ở nhà tro cốt trong tòa nhà Kim Tiêu đó. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát gì chứ? Ngày em nghĩ sao, đêm mơ thấy vậy thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi. Phải rồi, mấy ngày anh ở Đài Loan trời có mưa không? Không có. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.